Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Hai ngày 14 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Phú Trọng chốt danh sách đốt lò cuối năm. Vào sáng ngày 12 tháng 12 tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã tụ họp và nghe báo cáo công cuộc và tiến độ bắt giam những khuôn mặt quan tham nào trong giai đoạn 2013-2020 cho Nguyễn Phú Trọng biết. Cuộc họp này gọi là Hội nghị Toàn quốc Tổng kết công tác phòng chống tham nhũng. Một lực lượng hùng hậu gồm 700 đại biểu là các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, thủ trưởng các ban, bộ ngành Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, trưởng Ban Nội chính tỉnh, Thành ủy, Giám đốc Công an, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, v.v. đã dự hội nghị tập trung với gần 5.000 đại biểu tại hơn 80 điểm trên cả nước dự hội nghị trực tuyến này. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng và ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị. Hiện nay, thời gian của Nguyễn Phú Trọng còn tại vị chỉ tính bằng tháng. Điều dễ thấy là trong 2 tháng qua, ông Trọng luôn hối thúc Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, đẩy nhanh công tác, hối thúc Bộ Công an truy nã những người còn đang bỏ trốn và kết thúc nhiều hồ sơ điều tra để đưa ra xét xử. Bên ngành tòa án và Viện Kiểm sát cũng đang chịu áp lực rất lớn từ phía ông Trọng trong những ngày cuối năm này. Và Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng đã báo cáo ông Nguyễn Phú Trọng như thế nào? Ông Nguyễn Phú Trọng ngồi hàng ghế Tổng Bí thư đã 10 năm, thì hiện nay Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng do ông điều khiển cũng đã được 7 năm. Trước đây, ban này nằm trong tay ông Nguyễn Tấn Dũng, và ông Nguyễn Tấn Dũng đã dùng nó tự tung tự tác, phá nát nền kinh tế đất nước với những quả đấm thép và kinh tế nhà nước. Tất nhiên, những chủ trương này, người cuối cùng quyết định vẫn là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải chịu trách nhiệm. Vào năm 2013, ông Nguyễn Phú Trọng đã bước đầu thành công trước ông Nguyễn Tấn Dũng khi tự tay giành lấy ban này. Tuy nhiên, giai đoạn từ năm 2013-2015, ban này cũng không chống tham nhũng gì được từ lúc đó Nguyễn Tấn Dũng khi đang còn tại chức. Chỉ sau đại hội lần thứ 12 khi ông Nguyễn Tấn Dũng đã bị mất chức thì ban này mới có dịp tung hoành. Và nhờ vào ban này, ông Nguyễn Phú Trọng đã tiến hành chiến dịch đốt lò thanh trừng phe cánh của Nguyễn Tấn Dũng và Lê Thanh Hải. Tuy nhiên, ngoài tấn công hai nhóm này thì ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã thanh trừng khá nhiều các nhóm lẻ tẻ khác cũng khá đông. Trong bộ máy đảng cũng như bộ máy nhà nước, có thể nói hầu hết là sống nhờ tham nhũng. Chỉ đơn giản so sánh giữa lương quan chức nhận được và tài sản họ có được thì là biết. Đó là tham nhũng mà có. Có thể nói, tìm một người trong sạch trong bộ máy chính quyền của Đảng Cộng sản thì khó như lên trời hay sao. Cho nên, việc chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng chẳng qua là thay quan tham cũ bằng quan tham mới mà thôi. Tính chung quy lại, sau chiến dịch đốt lò của ông Trọng, thì bộ máy vẫn tham nhũng như cũ chứ không sạch gì hơn cả. Tuy nhiên, báo cáo của Ủy ban phòng chống tham nhũng trước ông Nguyễn Phú Trọng thì họ vẫn dùng lời lẽ mị dân rất đẹp. Nào là tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, nào là góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển, kinh tế, xã hội. Nào là củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, v.v. Nói chung, họ dùng ngôn từ rất đào to, búa lớn. Đây là hình ảnh một cuộc họp về phòng chống tham nhũng. Với nhân dân thì Đảng Cộng sản mị rằng kết quả điều tra dư luận xã hội do Ban Tuyên giáo Trung ương tiến hành mới đây, tuyệt đại đa số ý kiến người dân tới 93% bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh phòng chống tham nhũng. Không biết chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam họ thực hiện cuộc khảo sát này hay có cuộc trưng cầu dân ý nào không mà họ nói con số là 93% như vậy. Với Cộng sản, đáng ra có số liệu để mị dân là nghề của họ. Và lò của ông Nguyễn Phú Trọng đã đốt những loại củi gì? Nói chung, công tác đốt lò của Nguyễn Phú Trọng từ năm 2013 cho đến nay, ông đã trụm khá nhiều củi. Củi nhỏ thì rất nhiều, củi lớn cũng được một ít, còn củi cổ thụ thì gần như ông không thể nhổ được. Vậy câu hỏi đặt ra là ông Trọng đã trụm được bao nhiêu thanh củi nhỏ vậy? Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, thì trong năm giai đoạn 2013 cho đến năm 2020, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 131.000 đảng viên. Riêng từ đầu nhiệm kỳ đại hội 12 cho đến nay đã thi hành kỷ luật hơn 87.000 cán bộ đảng viên, trong đó có trên 3.200 đảng viên bị kỷ luật liên quan đến tham nhũng.
đã thi hành kỷ luật hơn 110 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, gồm 27 Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, 4 Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị và hơn 30 sĩ quan cấp tướng trong các lực lượng vũ trang của Việt Nam. Còn về phần tịch thu tiền tham nhũng thì từ năm 2013 cho đến nay, qua công tác kiểm tra, kiểm toán, các cơ quan đã kiến nghị thu hồi xử lý tài chính của hơn 700.000 tỷ đồng và hơn 20.000 hectare đất, kiến nghị xử lý trách nhiệm hơn 14.000 tập thể, nhiều cá nhân, chuyển cơ quan điều tra xử lý gần 700 vụ có liên quan che giấu tội phạm. Nói chung, tham nhũng thì rất nhiều, mà thu hồi tài sản nhà nước thì chẳng thấm vào đâu. Bởi vì khi người ta đã cố tham nhũng thì tất cả người ta đã có cách tẩu tán tài sản, phần tịch thu được chỉ là một phần rất nhỏ trong tài sản tham nhũng mà thôi. Từ năm 2013 cho đến nay, các cơ quan tố tụng trong cả nước đã khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, sơ thẩm hơn 11.700 vụ án tham nhũng, chức vụ kinh tế, trong đó có 1.900 vụ án tham nhũng với gần 4.400 bị cáo. Đây là hình ảnh của ông Trịnh Xuân Thanh, là một thanh củi tốn rất nhiều công sức của ông Trọng và cũng gây ra tổn thất hàng tỷ đô la cho Việt Nam sau khi bị bắt cóc từ Đức đưa về Việt Nam. Riêng Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng cũng đã đưa vào theo dõi chỉ đạo hơn 800 vụ án, vụ việc ở 3 cấp độ, trong đó trực tiếp theo dõi chỉ đạo được 133 vụ án và 94 vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm và đưa ra xét xử. Sơ thẩm được 86 vụ án và 814 bị cáo, và trong đó có 18 cán bộ diện Trung ương quản lý bị xử lý hình sự, trong đó có một Ủy viên Bộ Chính trị, 7 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, 4 Bộ trưởng, nguyên Bộ trưởng, 7 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang Việt Nam. Đây là những gì mà Nguyễn Phú Trọng đã làm được trong suốt 7 năm qua, bắt trước chiến dịch đả hổ diệt ruồi của ông Tập Cận Bình bên Trung Quốc. Ông Nguyễn Phú Trọng đã thực hiện chiến dịch đốt lò nhằm mục đích mượn chống tham nhũng để thanh trừng phe cánh không ăn với mình. Củi vừa thì trụm được, nhưng củi lớn thì lại bất lực. Có thể nói thanh củi lớn nhất mà Nguyễn Phú Trọng trụm được cho tới nay đó là ông Đinh La Thăng, người duy nhất là Ủy viên Bộ Chính trị bị cho vào tù. Người ta kỳ vọng hai nhân vật khác, có thể nói là hai thanh củi cực lớn cần phải đưa vào tù là Lê Thanh Hải và ông Nguyễn Tấn Dũng, thì Nguyễn Phú Trọng lại bất lực. Và với việc đầu hàng trước hai nhân vật cộm cán này, có thể nói cái lò của Nguyễn Phú Trọng chưa làm được việc lớn như mong muốn, hoặc cũng có thể ông không có bằng chứng để làm được điều này. Đây cũng có thể nói là một thất bại của Nguyễn Phú Trọng trong suốt nhiệm kỳ của mình. Những thanh củi là Ủy viên Trung ương Đảng thì khá nhiều, có thể kể đến như ông Vũ Huy Hoàng, Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Đức Chung, Trương Minh Tuấn, Nguyễn Bắc Sơn, Nguyễn Bắc Son, vân vân. Điều ngạc nhiên là trong quá trình nhóm lò đốn củi, ông Nguyễn Phú Trọng đã tóm được Lê Tấn Hùng, em trai ông Lê Thanh Hải, nhưng hoàn toàn không thể bắt được Lê Thanh Hải quy án. Còn với ông Nguyễn Thanh Phượng, con gái ông Nguyễn Tấn Dũng, có nghi ngờ bị dính dáng đến vụ mobile phone mua AVG và vụ án đất vàng 3A3B Tôn Đức Thắng ở quận 1 có liên quan đến quân chủng hải quân của tướng Nguyễn Văn Hiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Đây là hình ảnh ông Trần Bắc Hà đã tử vong trong tù, một thất bại đối với ông Nguyễn Phú Trọng. Điều đáng nói, ông Trọng cho bắt và xử lý ông Trần Bắc Hà, một tay chân thân tín của ông Nguyễn Tấn Dũng, nhưng không hiểu sao để cho ông này tử vong trong lúc tạm giam. Vì thế, mối quan hệ làm ăn của ông Hà có liên quan đến sai phạm của Nguyễn Tấn Dũng cũng không thể nào khai thác được. Nói chung, ông Nguyễn Phú Trọng thực hiện việc đốt lò cũng gặp rất nhiều thế lực cản trở, chứ không đơn giản là làm gì được đấy. Vậy nên, ông Lê Thanh Hải và ông Nguyễn Tấn Dũng đến giờ này vẫn còn ung dung, thoải mái tại ngoại. Và những khúc củi vừa vẫn còn đó là một lời thách thức đối với bản thân ông Nguyễn Phú Trọng và chương trình đốt lò của ông. Trong báo cáo, Ủy ban Phòng chống tham nhũng đưa ra con số có vẻ rất đẹp. Họ nói rằng tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế được nâng lên rõ rệt. Nếu năm 2013 tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng trong giai đoạn thi hành án chỉ đạt dưới 10%, thì bình quân giai đoạn 2013-2020 đạt 32,04%. Công tác kiểm tra, thanh tra phát hiện xử lý tham nhũng ở địa phương, cơ sở được quan tâm hơn, từng bước khắc phục tình trạng trên nóng, dưới lạnh. Nhiều địa phương, bộ ngành đã chú ý ngăn chặn xử lý tệ tham nhũng vặt. Tuy nhiên, củi nhỏ bao giờ bẻ cũng dễ, nhưng củi lớn gần như Nguyễn Phú Trọng bẻ chưa được 50%. Còn đó là những vị Lê Hoàng Quân, còn đó là Tất Thành Cang, còn đó là Nguyễn Văn Đua, còn đó là Hoàng Trung Hải và cũng còn đó là Nguyễn Văn Bình, vân vân.
họ cứ sừng sững như thách thức đối với ông Nguyễn Phú Trọng. Đặc biệt, nhóm lợi ích Sài Gòn kéo bè kết cánh, tạo thành mối quan hệ đan xen lợi ích kinh tế lẫn nhau, và từ đó họ bảo vệ cho nhau làm Nguyễn Phú Trọng bế tắc. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đành để lại hàng loạt thanh củi lớn ở Sài Gòn trước kỳ nhiệm kỳ kết thúc. Vụ án Thủ Thiêm vẫn còn đó, nỗi oan và sự đau khổ của bà con thì vẫn không giải quyết được, và trừng trị những kẻ chủ mưu tại đây lại càng không thể. Nguyễn Văn Đùa, Tất Thành Cang, Lê Hoàng Quân và Lê Thanh Hải nếu nhổ được một trong bốn thì nhổ được ba người còn lại. Nhưng ông Trọng làm gì nhổ cho nổi? Tất nhiên, ông Nguyễn Phú Trọng không còn tại chức thì xem như bà con Thủ Thiêm mãi mãi rất khó có thể giải quyết được vấn đề cho mình. Chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng tạo là thanh trừng lẫn nhau, gặp nhóm mạnh ông ta bất lực của nỗi oan của bà con Thủ Thiêm khó mà giải quyết cho được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm D ngày hôm nay thứ Hai, ngày 14 tháng 12 năm 2020 với bản tin Nguyễn Phú Trọng chốt danh sách đốt lò cuối năm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm D.